Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chương trình thời sự. Trong suốt thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam thì chính những chương trình truyền thanh là công cụ đắc lực, hiệu quả giúp những binh sĩ Mỹ nhận thức rõ ràng về cuộc chiến phi nghĩa mà họ đang dấn thân. Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ đó là chương trình phát thanh tiếng Anh đầu tiên. Khi đó thì bà Trịnh Thị Ngọ là phát thanh viên với nghệ danh là Thu Hương. Binh sĩ Mỹ thì gọi bà bằng cái tên là Hà Nội Hana. Mặc dù bà đã qua đời vào năm 2016, nhưng câu chuyện về bà vẫn luôn được nhớ tới. Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nội lực trở nên ám ảnh với những binh sĩ Mỹ. Họ gọi Thu Hương là Hà Nội Hana. Bản tin Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ được phát sóng đều đặn một tuần 2 ngày vào lúc 8 giờ tối. Những bản nhạc sôi động của các ca sĩ nổi tiếng Mỹ vang lên. Nhưng ngay sau đó, Hà Nội Hana đưa thông tin đến binh lính Mỹ về tình hình chiến sự, những binh sĩ vừa tử vong cùng với nguyên quán của họ. Và kết thúc là những bản nhạc phản chiến. Ban đầu bản tin có thời lượng 5 đến 6 phút, 2 buổi một tuần, nhưng sau đó đã tăng lên 3 buổi một tuần và mỗi buổi kéo dài 30 phút. You want to live? Go home. You don't need to be here. Go home. The United States is lying to you. They don't really want you over here. The people are protesting. They don't want you here over in Vietnam. Go home. Sad songs it would be, because she wanted you to be sad. She didn't want you to be happy. She wanted you to be sad. And they broadcast a radio station all down through that country. They knew the troops were listening. Tháng 8 năm 1967, nhà báo David Schoenberg đã có bài viết về Hà Nội Hana, cảnh báo mối đe dọa từ một chương trình radio đến toàn bộ binh sĩ Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Sự ám ảnh đó thậm chí còn khiến Don, một binh sĩ Mỹ từng tham chiến tại miền Nam Việt Nam, trở lại Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ để tận mắt nhìn và biết Hà Nội Hana là ai. Hà Nội Hana tên thật là Trịnh Thị Ngọ, sinh ra trong một gia đình tư sản tại Hàng Bồ, Hà Nội. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, bà đã từng chia sẻ: "Thực ra lúc đầu tôi học tiếng Anh chỉ là do cha tôi muốn vậy thôi. Nhưng rồi không lâu sau đó tôi đã trở nên đam mê với thứ ngôn ngữ phương Tây xa lạ này. Lý do khiến tôi thay đổi như vậy chính là những bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ, đặc biệt là Cuốn Theo Chiều Gió." Tình yêu của bà với những điều tốt đẹp của đất nước Mỹ sống lại trong những cuộc gặp gỡ với báo chí Mỹ và cựu binh Mỹ. Câu nói bà từng nhắc đến là "Let bygones by bygones", chuyện gì đã qua rồi, hãy để nó qua đi. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war.